Thì con lợn rừng sinh sản này nó khác với lại con lợn bình thường không? Lợn nhà không cô? Lợn này, lợn rừng này thì nuôi thì là nó khác với lợn trắng. Vâng. Lợn này nuôi thì dễ nuôi lắm, nó kệ nó tự nó đẻ, cũng không phải trông nom gì, không phải bảo là nó đẻ là phải trực như thế con lợn nhà. Vâng. Cứ kệ nó đẻ sáng ra là thấy lợn chạy lốc nhóc ngoài ngoài sân này. Vâng. Thế thôi. Một năm thì nó sẽ đẻ mấy lứa cô? Một năm thì nó đẻ được vào hai lứa, hơn hai lứa. Hơn hai lứa một năm. Gọi là hơn hai lứa. Vâng. Tức là đẻ mình cứ để nó tự nhiên đấy cô. Nó cứ đến nó tự nhiên là nó đẻ, không phải đỡ, không phải gì cả. Cứ để thả cả bố mẹ cả con đấy luôn cô. Cả bố cả mẹ thả tót. Một năm thì là cô hai lứa thì nó khoảng được bao nhiêu con hả cô? Hai lứa thì mỗi một nái này là nó đẻ được con thì đẻ được 10 con, 10 con. Đẻ được 12 con. Vâng. Ừ thì ra cứ thế là cứ một năm là được 40 con đấy nhỉ? Một năm phải được 40 con. Hai nái à? Ba nái. Ba nái, ba nái phải 60 con đúng không? 60 con. Thế là chủ yếu bán giống. Ba nái là phải được. Ừ thế là chỉ có nó đẻ ra là nuôi thôi. Đẻ ra là giống là nuôi. Bán giống luôn, cả bán giống luôn không cô? Cả bán giống. Sau này mai mở quy mô rộng ra lên hai cái chuồng trên đấy là trên này. Hai chuồng trên đấy là quy mô rộng lên là nuôi cỡ tầm chục con nái thì là lúc ấy là mình có thể nuôi bán cả lợn giống, lợn thịt. Cái con này cô trước khi mà mình cô có kinh nghiệm nuôi lợn là rất là nhiều năm rồi ấy, thì cô chia sẻ như nào để mà chọn được cái con lợn nái sinh sản thì mình phải đòi hỏi về yếu tố như nào cô? Nó đòi hỏi chỉ cần lợn này thì cốt là nó cao chân. Cao chân. Cao khô hầu đẹp. Khô hầu. Là có sau này mai cái con giống con lợn mình nuôi bán đẻ ra mình cũng dễ bán. Vâng. Nó khô hầu nó cao, cao chân mà khô hầu là lợn rất nạc rất ngon. À. Đấy. Rồi. Đối với con lợn đực. Con lợn đực cũng phải thế, cũng phải nó phải cao chân mà cao chân. Dài người đấy, cái hầu của nó khô hầu như thế kia mà. Nó có dài mõm không cô? Nói với mõm nó. Dài, mõm thì dài. Mõm dài. Nó phải mõm dài thì da con giống nó mới đẹp được. À, thường thì á, thường thì cái con lợn rừng này thì nó cho đẻ thì đã bao nhiêu năm từ khi mà mình nuôi nó lớn lên ấy? Bao nhiêu tháng thì nó sẽ là sinh sản cô? Từ lúc bé mình nuôi lên thì chắc tầm 5 6 tháng là nó lại đẻ được. Thế tức là mình nuôi lên từ lúc nó đẻ ra đây thì 5-6 tháng rồi là lại sinh sản rồi. Là mình sinh sản, nó lại sinh sản được cho mình rồi. Ừ, lại sinh sản được cho mình rồi. Thường là một con thì nó sẽ là trong khoảng mình sẽ lấy nó để sinh sản khoảng độ bao nhiêu đứa hả cô? Bao nhiêu lâu? Khoảng bao nhiêu năm? Mỗi một con thì có khoảng độ 5-6 năm thì là có khi lại thải. Vâng. Tức là mình cũng nuôi vẫn kiểu là bán hoang dã, vừa thả vừa nuôi với nhau đúng không? Vừa thả vừa nuôi với nhau. Vâng. Là hai con đực, ba con hai con đực với ba con cái. Con đực con cái. Vâng. Đây là cái lợn con của nó à? Đấy là đây con cháu có thể vào được không cô? Đấy đi vào. Đi cô. Vào nó. Đây là quy mô gia đình đúng không? Đây là quy mô gia đình. Vâng. Mình nuôi chắc là cũng đơn giản đúng không cô? Nuôi nhà mình nuôi cái lợn này thì đơn giản lắm, dễ nuôi mà. Vâng. Đây là con này được mấy tháng tuổi rồi cô? Cái bạn này được 3 tháng. 3 tháng con này? Con này thì mới được có 2 tháng thôi. Vâng, là mình cứ nuôi thả như này thôi. Cứ nuôi thức thả ăn thì cô cho ăn những cái gì hả cô? Thức ăn thì cô cho ăn nó ba bìa ba đậu mấy chuối cây cứ chặt ra nó thái vứt cho nó ăn, mấy cỏ ngoài vườn cắt vứt vào cho nó ăn thôi. Con này thì được khoảng bao nhiêu cân rồi cô? Con này chắc phải tầm con này được 60 cân. 60 cân phải được 60 cân. Nó đang chửa chưa? Con này con được đúng không? Con này đang chửa. Con này con được, hai con được. Con này được. Ba con này đều chửa hết rồi. Chửa hết rồi, tức là mình cứ thả tung lung tung vào nhau. Thả lung tung này là nó chửa đi. Cái vòng thời gian nó mang thai cô thì nó khác gì với cái lợn thường ở nhà không? Không. Nó vẫn bình thường này, vẫn kệ tốt trùng suốt trở đến lúc không, ý là nó đẻ cái vòng bao nhiêu tháng thì nó sẽ đẻ cô? À nó hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng nó đẻ. Vâng. Cái chuồng nuôi của mình thì mình cũng thiết kế cái bình thường đúng không cô? Không cần phải ấy lắm đúng không? Cũng bình thường thôi, đơn giản đây, chuồng đơn giản đây thôi. Vâng. Thế là hàng một năm là cô xuất bao nhiêu con giống hả cô? Một năm xuất nhà, xuất thì được 20-30 con. 20-30 con. Nhà quy mô nhỏ thì được 20-30 con. Tức là phù hợp với hộ gia đình đúng không? Phù hợp với gia đình. Một con giống bây giờ cô bán là bao nhiêu tiền một con nhỏ nhỏ? Con giống này khoảng bao tháng cô bán là 2 tháng là cô bán là 2 triệu một con.
2 triệu chỉ một con. Chỉ có tầm 6-7 cân thôi. 6-7 cân. 6-7 cân. À đây là cái khu mà mình nuôi lợn con này cô. Đây khu nuôi lợn con đây. Vâng. Đàn này được mấy tháng rồi cô? Đàn này được 2 tháng thôi. Hơn 2 tháng. Ô nó hiền đấy cô nhỉ? Nó hiền mà lợn này. Sờ được đúng không? Sờ được. Sau này mai là sau bung nó ra ngoài kia. À. Quay ra ngoài kia là bung. Quay ra kia là mình nuôi nuôi ngoài kia. Là nuôi thả ra ngoài kia chứ không rốt nó. Thì... Một ngày thì cô cho nó ăn mấy bữa cô? Một ngày cho ăn 2 bữa. Ngày 2 bữa thôi. Ngày chỉ cho 2 bữa thôi. À. Có cho ăn cái cám viên các thứ không cô, hay là chỉ cho ăn những cái thứ như bã bia các thứ thôi? Cái tâm này chỉ cho ăn bã bia thôi. Vâng. Chỉ cho ăn bã bia thôi, không cho ăn cá. Có cho ăn cây chuối các thứ gì không? Có. Cho ăn chuối, chuối ăn cỏ, rau mơ nó miệng rất vứt cho nó ăn. Tức là nuôi con này dễ đúng không? Dễ, cứ rất rau mơ mới vươn đấy, cỏ đấy vứt vào chuồng này là nó ăn. Vâng. Cái này cô nuôi ít à hay là cô bán bớt đi chứ? Bán rồi, nhà bán rồi đấy, con để lại để nuôi. Cái này là để lại để nuôi thôi chứ, còn đâu bán đây nhiều. Đây là để lại nuôi, con nha thì bán mấy chục con thôi, bán bớt rồi. Mấy chục con rồi, tức là mình nuôi tầm 20-30 cân là mình bán đi. Nuôi tầm lúc to bán thịt. Bán thịt, còn lúc bé thì chỉ bán lúc lợn giống thì 6-7 cân đến 8 cân. 6-7 cân, 8 cân là mình bán rồi. Là bán lợn giống. Một năm bình quân là 60 con đi nhỉ? 60 năm con. Được 60 con lợn giống. Một năm 60 cân một con và mỗi con bán 2 triệu thôi là cũng lãi được cũng là kiếm được 120 triệu ấy nhỉ cô nhỉ? Ừ. Nhưng mà trừ hết chi phí thì mình khoảng được lãi được bao nhiêu tiền? Trừ hết chi phí thì tương đối là cũng được 70-80%. 70-80 triệu đi. Ừ. Đúng không? Ừ. Cái thức ăn thì cháu cũng thấy nó bình thường đúng không? Cho ăn thức ăn bình thường thôi. À. Cái này là lợn các thứ là cứ cho nó ra phối với nhau luôn, cứ cho ra phối với nhau luôn nó để vâng. Làm thế nào để nhận biết được cái con lợn rừng ấy nó động được hả cô? Nó lúc nó động được thì nó cứ lúc cái mẩy của nó là nó đỏ lên là nó cứ chạy theo lợn đực nó nhảy, lúc mà nó chịu được là nó đứng im là lợn đực là nó nhảy. À. Lúc đấy là vào đẩn nó cũng không đi, nó cứ im thôi. À thế à? Nó đứng im, nó chẳng đi. Nhưng mà đến cái khi mà con lợn cái nó sinh sản ấy mình phải nhốt riêng không cô? Lợn cái sinh sản thì đến lúc nó đẻ thì mới nhốt riêng. Đẻ ra nhốt riêng. Còn lúc nó chửa này kệ, nó không phải nhốt riêng. Nhưng mà trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì mình nhốt vào, xong mình lại thả ra? Nó lúc đến gần đến ngày đẻ nó xà vú sữa rồi là bắt đầu là nhốt riêng. Nhốt riêng tầm độ 1 tháng là lại tách con. À. Thường này con bệnh là con lợn này thì nó hay những mắc những bệnh gì hả cô? Lợn này nó chỉ có bị tiêu chảy với lại thỉnh thoảng nó ho thôi. À. Nó chỉ có bị tiêu chảy, đa phần là bị tiêu chảy và ho. Cái xử lý như nào cô? Nếu bị tiêu chảy như thế thì xử lý như nào? Tiêu chảy đến đấy nha thì có mua thuốc người thuốc nghiệp rồi trộn vào cám rồi cho nó ăn. Vâng. Ví dụ mà mình xử lý như nào cô? Ví dụ như là cái con lợn con này nó bị bao nhiêu cái thời gian trong tháng tuổi thì nó hay mắc những cái bệnh như thế nào cô? Cái lợn con này hay mắc những bệnh gì? Lợn con này nó chỉ có bị mỗi tiêu chảy. Tiêu chảy thôi? Chỉ mỗi tiêu chảy. Vâng. Còn đến cái giai đoạn lớn hơn thì nó hay mắc những bệnh gì hả cô? Giai đoạn lớn hơn thì nó chỉ có thỉnh thoảng của con thì nó bị hò đấy, chứ còn lớn hơn thì đa phần là nó không bị bệnh. Tức là nó hoang dã là không có lo. Nó hoang dã là nó không bệnh thật. Không bệnh thật gì? Vâng. Mùa trời rét thì thường phải cứ nằm ở ngoài trời mưa thì có bệnh gì. Thế là cứ thả lã rồi đấy. Cứ thả dạ đấy, nó có vào chuồng nằm rồi nó cứ nằm tất ở ngoài ngoài sân đấy, nó có chuồng đâu. Tức là mình không cần phải là đầu tư cái hệ thống chuồng trại cái gì đúng không? Không, chỉ cần những cái này tận dụng được như chuồng lợn các thứ đúng không? Chỉ có tận dụng chuồng này là nuôi thôi, chứ không phải quy mô như thế là lợn nhà. Vâng. Sau này cô có mở rộng thêm nữa không cô? Có, nhà đang mở rộng, sau này mai mở rộng tất cả cái khu này ra để quay ra để nuôi lấy chục con nái. Chục con nái nữa, nuôi lợn. À. Đang có định mở quy mô để nuôi 10 con nái. 10 con nái. Còn đằng ngoài này vẫn nuôi gà các thứ đúng không cô? Ngoài này thì vẫn nuôi gà. Vâng. Chuồng trên kia vẫn nuôi gà. Gà này là gà ta đúng không? Gà ta. Còn ở trên chuồng trên kia là nuôi gì hả cô? Chuồng trên đấy gà đấy. Gà nuôi nhiều này cơ à? Ừ. À, nuôi chuồng gà ta trên đấy. Nuôi gà. Vâng. Tức là mỗi thứ một chút đúng không? Quy mô gia đình là mỗi thứ nuôi một tí. Là vừa.
thùng. À, có cho, đây là cho ăn thêm cái gì nữa không? Ngoài không, cái... không chỉ có cho ăn thêm cỏ thôi. Cỏ nhưng mà mình có máy trộn cỏ không? Máy không, nhà toàn thái tay thôi. Thái tay. Cháu bảo này, nếu mà cô mà nuôi nhiều ấy, thì cô nên đầu tư cái máy cắt cỏ ấy. Của máy cháu đi nhiều mô hình rồi, cái hãng 3A ấy, họ có cái máy cắt cỏ, cái cắt cái cỏ ra cho với thái chuối của cái máy thái chuối, máy cắt cỏ ấy, nên đầu tư hai cái máy đấy. Sau này mai em mở rộng vì mô mở rộng. Vâng, thì cháu khuyên cô nên trồng đấy, để bởi vì là mình bớt cái nhân công của mình đi, đấy bớt cái nhân công để mình đỡ phải là thái các thứ, mất thời gian ra. Sau này mai mở sang năm quy mô rộng thì phải mua cái máy. Và mua máy đi chứ còn máy nếu mà cho làm thì... vẫn kiểu như là chăn nuôi thủ công như này thì nó cũng tốn thời gian. Có cho ăn thêm gì không cô hay thế thôi? Không, chỉ có thế thôi. Có mua cái này thôi. Có mua cái này thôi. Nè. Bã đậu này, bã đậu này có phải ủ trước gì không? Có, kiểu là mình chỉ ủ cái gói men để nó đỡ thối thôi. Vâng. Tại vì là mình để lâu mà, để hàng tháng, 2 tháng mà. À, 1-2 tháng ủ vào. Ủ nó vào đây. Ờ, trong cái giai đoạn mà con lợn rừng ấy cô, nó sinh sản thì mình có bổ sung cái dinh dưỡng gì thêm cho nó ăn không? Không. Cho nó ăn thêm cái gì không? Vẫn cho ăn bình thường. Vẫn cho ăn bình thường ấy thôi? Vẫn bình thường này đến lúc đây. Thế à? Không cho bổ dưỡng nó thêm tí nào cả? Không. Cha cho bổ dưỡng thêm thì... Thế là mình vẫn nuôi kiểu là tự nhiên nhất đấy? Tự nhiên ạ. À, tự nhiên tự nhất. Tự nhiên có gì cho ăn dân dã, có tinh tinh ở ngoài vườn cứ dứt cho nó ăn. À. Như cái con này nuôi mấy năm rồi cô nhỉ? Bữa nay chỉ được 2 năm thôi. 2 năm. Ngày xưa cô nuôi nhiều không? Ngày xưa thì cái lúc có lúc phải hai mấy con, 30 con lợn to này. 23 30 con này. 30 con. 30 con. Bây giờ là mình bớt đi đấy không? Bớt đi rồi. À. Mình bớt đi để đổi cái giống khác. Và những con này có phải nguyên bản của nó không hay nó vẫn lai hả cô? Nó vẫn hơi lai, làm sao nguyên bản. Hơi lai đúng không? Vẫn lai. Lông con lợn con này sao cháu thấy nó mượt thế? Nó lông này, lông đẹp, lợn đẹp lông nó mới mượt đẹp thế này chứ. À thế à? Chứ còn ví dụ là lợn xấu là lông nó xù lên đúng không? Lợn xấu là lông nó nhìn nó xấu. Và như thế này là đẹp rồi đúng không? Lợn này là đẹp rồi. Và còn bọn này nó sinh sản ra thì lợn con thì chỉ có 3 ngày là tiêm sắt thôi. Lợn con là 3 ngày tiêm sắt cho nó 1 lần. 3 ngày là tiêm sắt, sau đến 10 ngày thì tiêm E. coli. Sau đến 1 tháng thì lại tiêm bá bệnh thế thôi. Tức là trong cái giai đoạn nó nhỏ từ lúc mới đẻ xong đến 25 đến, ngày tuổi. Đến 25 ngày tuổi. Là mình phải tiêm cho nó, còn đâu đến 25 ngày tuổi là mình không phải tiêm cái gì nữa. Không phải tiêm gì nữa. Vâng, cứ để tự nhiên thế thôi. Còn tự nhiên là cứ thế này thôi. Vâng. Nuôi thế này thì ví dụ như bây giờ bán ví dụ lợn thịt này cô bán bao tiền một cân này cô? Lợn thịt này